Cái clip này giữa giờ tương lai nha, hướng dẫn sử dụng con Tiara 2. Kéo này ra, pin của nó sẽ xài pin tên là CR2. Rồi, có một lưu ý đối với mình này, cái nắp chữa rất là mỏng, mình sẽ kéo nhẹ nhẹ ra thì nó sẽ bật máy lên. Ở đây nó có một cái đèn, và khi mình giữ nhẹ nút chụp, cái đèn mà chết nghĩa chưa đúng nét, cái đèn mà đứng yên là đúng nét rồi, mình có thể canh khung ngắm lại, bấm hết là chụp. Ok, nó sẽ có những cái function như sau. Khi mình nhấn chữ mode này thì nó sẽ là từng cái nha. Xóa mắt đỏ, lúc nào cũng tắt flash, chụp ngược sáng. Ngược sáng nghĩa là em đứng đây, ánh sáng chiếu ngược lại thì em chỉnh chức năng này lên, nó sẽ làm cho cái hình nó đều màu hơn. Cái này là ưu tiên chụp ban đêm, bình thường là chủ thể nó sẽ sáng, background nó sẽ tối. Bật chức năng này lên là cả chủ thể và background đều sáng đều màu nhau hết. Rồi, bấm phím focus này cái thì nó sẽ hiện lên hình ngọn núi nè. Thì nó sẽ cho em tùy chỉnh focus, có nghĩa là mình có thể tăng lên đó, mình có thể chỉnh focus để mình kiểu lấy nén đứng yên một chỗ xong mình kiểu mình tự canh khoảng cách đó. Nhưng mà cái này nó ít khi sử dụng lắm, thành ra để đừng đụng tới này mất công là mình bị lộn. Ok, khi màn hình này trống thì nó đang tự động lấy nét. Con này sẽ có thể chỉnh ngày giờ bằng cách là em giữ cái nút đây này 3 giây. À quên, lộn, em nhấn chữ đây này, nó hiện chữ đây lên, nó sẽ in ngày giờ lên hình và cái số này nó sẽ in đó. Và cách để mình chỉnh cái số này thì mình giữ nhẹ nút này 3 giây nè, đúng không, giữ nút mode 3 giây. À, giữ đồng loạt hai nút này thì nó sẽ chớp cái số, mình sẽ tăng giảm cái số đó để mình chỉnh. Còn hiện giờ nó sẽ có 3 cái là hiện giờ 1 lần, 2 lần, 3 lần, là cứ cách một sau khi chụp lần nó đến 25 giây nữa nó chụp tiếp. Này chức năng panorama là khi em gạt cái này trong cái khung hình của em nó sẽ bị thay đổi thành cái frame dài, còn gạt cái giờ frame ngang. Rồi ngày giờ sẽ chỉnh sẵn cho em luôn. Rồi còn gì ta, còn cái nữa là chỗ mở phim, em kéo này cái nó sẽ mở phim ra, rồi mình sẽ gắn cuộn phim như cái clip anh hướng dẫn đó. Đó là bỏ cuộn phim xuống lắp như bình thường, rồi đóng vô cái nó sẽ kéo nguyên cuộn phim qua một bên, sau đó em chụp ngược về. Và lưu ý đối với tất cả các loại máy phim thì tuyệt đối không được mở cuộn phim ra khi chụp, thì mở ra nó sẽ bị cháy sáng hết.